ngon cũng ra cả nhà. Ken dễ thương quá ta. Qua đây cái Ken. Trời. Chào anh Hải nha. Dạ em chào anh. Rồi tắm thả tim mới đi chị. Thả tim đi. Mình thả tim đi. Rồi, quá trời. Dễ thương quá. Buồn, nói chú nè. Buồn. 22. Rồi. Wow, ăn dữ rồi. Rồi, ok. Vô không rồi, vô. Đóng luôn. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Hôm nay là chị Hồng Loan rất là vui luôn anh. Mến chị Hồng Loan thì hãy đến số 5 đoàn thị điểm một Phú Nhuận, ở nhà đó của hẹn ủng hộ chị Hồng Loan. Hiện tại thì chị Hồng Loan bán cũng rất là nhiều món hàng cả nhà, nước hoa, rồi dầu, rồi sữa tắm và nhiều món hàng khác nữa. Tự nhiên nói ngang còn nhân quên. Đây là tới xu rồi. Yeah.
đi xích vô trong đi, xích xíu đi, cho có đường người ta đi dây vô. Đây bé Tin, đây là bé Su. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Tới đây chị về cột chạy chè. Su nè, kiểm mà đủ tỷ số như vậy, buôn lên rồi phải không? Rồi, đủ rồi. Dạ, chào chị nha. Dạ. Rồi, hiện tại là mấy anh chị cũng đang chuẩn bị về nè cả nhà. Chào nhân cũng đang quay chia sẻ cả nhà mình xem. Tôi biết con không? Thảo Nhân. Cậu biết con Thảo Nhân luôn? Trời, coi hoài luôn. Sao hay vậy? Đăng ký kênh mà. Dạ, con chào, cảm ơn cô nhiều nha. Anh Tài về quê, sao biết về quê hay vậy? Về quê không? Tại thấy như đăng lên đi về quê á. Dạ, vài bữa đã anh lên. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Trời ơi, lần đầu tiên ra được có người biết con luôn á. Phải nói là rất là mừng luôn cả nhà. Vì được mọi người biết tên mình luôn, lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên Thảo Nhân ra được mà biết có người biết tới Thảo Nhân luôn, mừng chết luôn. Dạ thì chị Hồng Loan cũng về rồi. Dạ anh em sẽ cố gắng chạy theo, không biết kịp hay không. Dạ. Anh đi về với Hồng Loan luôn. Đây. Chờ anh em không biết đường á.